Hello anh em. Vâng, và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Và này là đều là hàng bãi Nhật anh em nha. Và chèn trong lô ngày hôm nay thì em chỉ có duy nhất một chiếc máy mới để cho anh em nào mà cần tìm một chiếc máy cưa giá hạt rẻ nhưng mà sử dụng cảm thấy ok một tí xíu, công suất lớn lớn, chỉ 1.650.000 con Q1 anh em nhá. Đó, và tất cả những hàng còn lại là đều là dòng bãi Nhật anh em. Anh em vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em anh em nha. Anh em nào ưu ký em thì hãy cho em xin một like và đăng ký kênh. Và anh em nào mà đam mê hàng Nhật nội địa mà muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Và địa chỉ của cửa hàng chúng em: thôn 8, xã Đắc Bốc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, vâng, và hôm nay là lên tổng cộng gồm có 10 con này. Rồi, để đỡ làm mất thời gian anh em thì em xin giới thiệu cho anh em nhé. Q1, anh em nào mà muốn đặt hàng ấy mà không biết là anh em ưng con nào mà tên của con máy đấy là gì, anh em chỉ cần đọc cho em cái mã, là ví dụ em đánh dấu đây, Q1, Q2, Q3 cho tới Q10 kìa. Đó, và giá đã công khai trên từng con máy rồi nhá. Giá này là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi này. Tặng kèm cho anh em một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em đánh dấu trên con máy anh em nhé. Q1 là một con máy cưa hàng máy mới. Con này là hàng máy mới anh em nha. Giá chỉ 1.650.000 thôi. Công suất lên đến 52cc, nòng 45 ly, có tích hợp chụp giật trợ lực này, lam dài 50cm. Đó, và xích sử dụng là xài xích lớn để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt tỉa vườn nhà, hoặc là sử dụng ít ít mà cần tìm một chiếc máy cưa khỏe khỏe một tí xíu mà sử dụng cảm thấy ok thì hôm nay lên sóng một con máy siêu hạt rẻ luôn anh em nhá. Hệ này là hệ máy mới cho anh em. Đó, Q1. Anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít thì sử dụng con này thì cũng khá là bền, cũng như là đến linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng dễ dàng. Có chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Rồi, con Q2 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Estin. Con này là dòng Estin MS200 của hàng Đức anh em nhé. Giá 3.450.000, công suất 36cc cho anh em. Q3 là một con máy cưa Husqvarna 141, công suất lên đến 40cc. Con này thì giá 3 triệu đồng, con này là sản xuất tại Thụy Điển anh em nhé. Làm xích vẫn là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó. Rồi, và con máy cưa đến Q4, Komatsu Zenowatt. Đó, con này thì hàng Nhật nội địa, thương hiệu Komatsu, thì nó thiên về chất lượng là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu anh em nha. Tích hợp rất là đầy đủ option luôn. Chụp giật trợ lực này, núm bơm song phụ này, e gió tự động này, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Con này thì có tích hợp nhún, hệ thống nhún trợ lực lò xo cho anh em về sử dụng thì cực kỳ êm ái tay luôn. Theo máy lên cho anh em đã là một cây lam Latin xịn rồi, và giá chỉ 2.500.000. Con này thì hệ đời cao nhá, sản xuất tít từ năm tận 2016 lận cơ, cực kỳ đời mới luôn. Rồi, và một con máy cưa Q5 đến từ hiệu Shindaiwa. Con này tình trạng này siêu VIP pro luôn, đẹp nhất trong lô ngày hôm nay, thương hiệu Shindaiwa. Hiệu tem hai con rồng, 2.600.000 anh em nhá. Lam xích này cực kỳ đẹp. Con này thì tình trạng máy nhá, siêu VIP luôn. Đẹp nhất trong lô ngày hôm nay đấy ạ, Q5. Vâng, và con Q6 đây là những hệ máy cưa mà để cho anh em sử dụng gia đình này, cắt tỉa nhẹ nhàng, cân nặng chỉ còn 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu thôi. Q6 là một con máy cưa Tanaka, theo máy là lam Latin xịn luôn nhá. Lam xích nguyên zin, lam nguyên zin, đầu Latin khá là dày dặn và to bản này. 2.050.000, cực kỳ hợp lý và giá cực kỳ rẻ luôn. Có núm xăng phụ đầy đủ. Thương hiệu Tanaka thì 33cc anh em nhá. Q7 này một con máy cưa đến từ thương hiệu Hitachi, chỉ 1.900.000 thôi. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Vâng, và một con máy cưa Shingo, con này là 1.950.000. Con này thì có công suất lớn hơn, vòng tua khỏe hơn một tí xíu. Con này thì cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhá. Một con máy cưa Maruyama, con này 3MC30A, giá 1.900.000, máy bóc cực kỳ đẹp. Vâng, và cuối cùng là một con máy cưa tay cụt nhỏ nhỏ xinh xinh, cân nặng chỉ khoảng 3 kg, hơn 3 kg đây này, cực kỳ nhẹ nhàng, giá chỉ 1.800.000. Con này thì đến từ thương hiệu Komatsu Zenowatt luôn anh em nhá, siêu bền và tiết kiệm nhiên liệu đó. Thương hiệu này là quá chất lượng rồi, giá chỉ 1.800.000. Con này là hệ máy cưa tay cụt để cho anh em nào mà hay leo trèo trên cao này, hoặc là hay leo lên thang, hoặc là leo lên trên cây ngọn mà cần một chiếc máy cưa mà có thể cầm được một tay sử dụng đấy ạ. Đấy, thì anh em lựa hãng này cực kỳ bền cho anh em nhé. Em đã bán rất là nhiều luôn rồi.
Và toàn bộ máy ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em sẽ bảo hành 6 tháng sử dụng cho anh em. Đó, anh nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhé, khi đặt hàng anh em nhé, có trục trặc thì cửa hàng chúng em sẽ bảo hành cho anh em. Vâng, và bây giờ em sẽ đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một để cho anh em trải nghiệm từ tiếng nổ của nó sẽ như thế nào để cho em dễ dàng đặt hàng cũng như là lựa chọn anh em nha. Dạ vâng, đầu tiên là một con máy cưa hàng siêu hạt rẻ đây, chỉ 1.650.000, hệ này là hệ máy mới luôn anh em nhá. Và hàng máy mới thì dĩ nhiên tất cả linh kiện theo máy của nó thì đều là mới cả, làm mới, xích mới luôn anh em nha. Đó, xích sử dụng nó là xài xích lớn, xích 72, và lam là dài 50 phân. Đấy, có khóa xích đầy đủ cho anh em. Chụp giật trợ lực này, hai ốc xiết lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì nòng của nó lên đến 45 ly và công suất của nó thì lên đến 52cc luôn anh em nhé. Nếu mà để sử dụng nha, nhu cầu mà để sử dụng gia đình luôn anh em nhé, thì con này thì hầu như tất cả các loại gỗ mà để cho anh em cắt gia đình thì con này đều có thể xử lý được luôn. Mà giá lại cực kỳ hữu nghị để cho anh em về sử dụng, cắt ít, nói chung là kinh phí không được cao đấy ạ. Đấy, để cho anh em dễ dàng có sự lựa chọn. Vâng, và em sẽ test nổ con này để cho anh em nghe tiếng nhé. Giật trợ lực thì anh em giật thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn này. Ôi, còn anh em nào đam mê hàng Nhật bãi thì hôm nay thì em lên sóng cho anh em một con máy cưa Estin 10S200. Con này thì công suất của nó lên đến 36cc, nòng của nó là 40 ly anh em nhé. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Và phần mặt tiền của nó đây, mặt tiền là lốc, còn lốc hợp kim, lốc kim loại luôn anh em nhé. Đó, phần sơn, nước sơn của nó chưa hề có bong chóc hay là phần han gì gì cả, một con máy khá là đẹp. Tất cả tính năng của nó thì còn đầy đủ nguyên, thắng xích, khóa xích đầy đủ này. Đó, và máy thì không hề có tình trạng nứt hay là bể vỡ tất kỳ một linh kiện gì cả, để cho anh em dễ dàng tin tưởng và lựa chọn. Giá chỉ 3.450.000 thôi, máy siêu hạt rẻ luôn anh em nhé. Dạ vâng, có anh em nào mà thích hệ hút mana, có lẽ là ở ngoài Bắc thì mấy ngả ngoài Bắc ấy, tỉnh ngoài Bắc thì không còn xa lạ gì về thương hiệu này nữa rồi đúng không ạ? Cái hút mana 141, con này là sản xuất tại Thụy Điển anh em nha. Đó, công suất của nó lên đến 40cc cho anh em về sử dụng, cắt khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình. Con này giá của nó là 3 triệu đồng anh em nhé. Máy móc thì tình trạng là liền mạch, không có bể vỡ gì cả. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, xích sử dụng là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Đó, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. À mà có tình trạng nó bị nứt ở đây một tí xíu, nhưng mà em cam đoan với lại là cam kết cho anh em là tình trạng này thì nó không có bị làm sao cả, để cho anh em về sử dụng có thể yên tâm. Và em bảo hành cái đấy, em sẽ bảo hành cái phần đấy nếu mà trọn đời luôn, nếu mà cái phần đấy mà nó có bị hỏng làm sao thì em sẽ đền cho anh em một cái mới khác. Mana 141 giá của nó là 3 triệu đồng anh em nha.
Vâng, còn anh em nào mà thích sự bền bỉ đây, một con máy cưa đến thương hiệu Komatsu Genowatt, hàng Nhật nội địa. Đó, Made in Japan. Anh em nhìn rõ không ạ? Đây. Made in Japan này. Và con này thì có núm bơm xăng đầy đủ anh em nhá. E gió tự động này. Hệ này là hệ đề cao, sản xuất từ năm 2016 cơ. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa hàng hệ đề cao mà tiêu chí bền bỉ, chất lượng, tiết kiệm nhiên liệu, đó. Chụp giật trợ lực này, đầy đủ cho anh em nhá. Và hệ thống rún nhún treo của nó là nhún treo lò xo. Anh em nhìn này. Đó, và con này thì em đã lên cho anh em là một cây lam latinh, lam thép xịn luôn rồi. Mặt cắt được 35 phân. Xích con này sử dụng nó là xe xích mini anh em nha. Full option đầy đủ chức năng luôn. Về sử dụng gia đình thì con này sử dụng là khá thoải mái luôn rồi. Về cắt gỗ được kính khoảng tầm 20-25 phân đủ lại. Hoặc cắt là những cái khúc gỗ vào bằng cái phích nước, hoặc là những khúc gỗ mà nhẹ nhàng để cho em sử dụng gia đình nhá. Cân nặng thì con này thì chỉ khoảng tầm 4,5 kg đến 5 kg thôi anh em nhá. Quá là nhẹ nhàng luôn. Giá 2.500.000 cho anh em về sử dụng. Dạ vâng, và anh em nào mà thích thương hiệu Shindaiwa đây, một con máy cưa hiệu tem hai con rồng anh em nhá. Giá 2.600.000 một con máy cơ cực kỳ đẹp luôn. Đẹp nhất trong lô ngày hôm nay này. Anh em nhìn qua phần tất cả nước sơn của nó thì hầu như là không có hề có bong chóc hay làm sao cả. Phần lam xích của nó anh em nhìn này, chữ hầu như còn nguyên luôn anh em nhá. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Đây, phần mặt tiền cho anh em nhìn qua này. Phần lốc của nó là lốc bằng kim loại anh em nhá. Và phần bô này, nước sơn hầu như là còn nguyên zin nguyên bản luôn. Máy cực kỳ đẹp. Phần cái ốc tăng lam này anh em nhìn qua, ốc tăng lam nhìn còn vàng ươm luôn không ạ. À? Và sợi dây giật nhé, cho anh em nhìn sợi dây giật nguyên zin của nó đây. Đó. Anh em nhìn sợi dây giật này. Đó. Giá con này chỉ 2.600.000 cho anh em là nhu cầu một chiếc máy cưa mà cực kỳ đẹp, đẹp lên đến 90% luôn anh em nhá. Con Q5 giá của nó là 2.600.000. Công suất của nó thì lên đến là 34cc để cho anh em về sử dụng. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25-30 phân đổ lại anh em nhé. Lam con này dài, mặt cắt là được 35 phân. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dạ vâng, và con Q6 đến từ thương hiệu Tananka. Đây, đến từ thương hiệu Tananka anh em nhá. Máy móc liền mạch nguyên zin nguyên bản từ A đến Z, lam dài 35 phân. Lam con này là lam latinh luôn anh em nhá. Lam latinh như đầu video đã nói rồi, mặt cắt khá là to bản. Đầu latinh này cực kỳ dày dặn luôn. Và con này sử dụng nó là xài xích mini cho anh em. Đó, có núm mâm xăng đầy đủ cho anh em, đầy đủ chức năng luôn. Máy móc liền mạch không có hề bể vỡ gì cả. 2.050.000 cho anh em về sử dụng. Hai ốc xin làm bạn trực tiếp bằng khóa 10 thì siêu chắc chắn luôn rồi. Công suất thì lên đến 33cc về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhé.
Vâng, kế tiếp là một con máy cưa đến thương hiệu Hitachi, ký hiệu là Q7. Con này thì giá của nó là chỉ 1.900.000 thôi, lam dài mặt cắt là được 30 phân. Xích sử dụng là xài xích mini cho anh em. Đó, con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại anh em nhé. Dạ vâng, con Q8 thì một con đến từ thương hiệu Singu. Singu công suất thì lên đến 33cc, vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn anh em nhé. Con này về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại, giá 1.950.000, ký hiệu là Q8 anh em nhé. Cây là máy đây, máy móc liền mạch không hề có bể vỡ hay làm sao cả, có núm mương xăng phụ đầy đủ, làm dài mặt cắt được 30 cm, xích sử dụng đó là xài xích mini anh em nhé. Vâng, và con Q9 là một con máy cưa đến từ Marujama MC30A, giá 1.900.000. Con này cũng tình trạng khá là đẹp, hai ốc xích lam bản trực tiếp bằng khóa 10 cho anh em, làm dài mặt cắt được 35 phân, xích sử dụng đó là xài xích mini anh em nhé. Giá chỉ 1.900.000 thôi. Thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm thì con này có thể xử lý được. Vâng, và cuối cùng là một con máy cưa hàng Q10. Con này thì nó là hệ tay cụt để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha. Giá chỉ 1.800.000, đến từ thương hiệu Komatsu Genowatt, núm mương xăng phụ đầy đủ. Cắt cho anh em gỗ bằng cái phích nước đổ lại đấy ạ. Thì con này thì có thể xử lý được, và con này thì về cho anh em để cắt cành đủ linh tinh cầm một tay đấy ạ. Đó, 1.800.000 thì cực kỳ hữu nghị và cực kỳ rẻ rồi, miễn phí vận chuyển cho anh em nữa cơ mà. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhá, mua bán cực kỳ dễ dàng luôn, ram dài mặt cắt được 30 cm. Đó, xem video vừa rồi cửa hàng chúng em, anh em nào đam mê ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Số điện thoại cửa hàng đã để dưới màn hình 0354392929, và anh em nào mà có sử dụng Zalo ấy thì kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em đặt hàng trên đấy cũng được đó. Và anh em nào chưa biết cách sử dụng cây máy thì khi mà hàng đến anh em hãy gọi trực tiếp video qua cửa Zalo cho cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng trực tiếp trên phần cây máy đấy anh em nhé. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, và xin chào toàn thể anh em.